Là urbe, đại đô thị, thành phố lớn. La urbe. En plazo là một khoảng thời gian. En plazo, một khoảng thời gian. La rentabilidad, lợi nhuận, lợi ích. La rentabilidad. Chẳng hạn như mình có cái câu là Esa es la rentabilidad a largo plazo. Có nghĩa là cái điều đó thì là cái lợi ích lâu dài, cái lợi ích hướng tới thời gian lâu dài. Largo tức là lớn, dài, tính từ bổ nghĩa cho plazo, khoảng thời gian. Esa es la rentabilidad a largo plazo. En barro là bùn. En barro. En gigante. La gigante là người khổng lồ. En gigante. La gigante. Chẳng hạn như mình có cái cụm từ là un gigante pero con pies de barro. Có nghĩa là một người khổng lồ nhưng mà với những cái chân là bằng bùn. Có nghĩa là người khổng lồ với đôi chân bằng đất sét. Ở Việt Nam mình thì là cái câu đó ý nghĩa như vậy. Ở đây thì là một người khổng lồ nhưng mà có những cái chân làm bằng bùn. En certificado de vacunación. Có nghĩa là cái chứng nhận tiêm vaccine, chứng chỉ tiêm vaccine. En certificado de vacunación. La dictadura, chế độ độc tài. La dictadura.